Mọi người đã quay trở lại với channel của mình, thì mình là NG đây. Thì hôm nay mình sẽ test thử map mới trong Free Fire nha anh em. Ok, thì đây thì mình sẽ đi với một người bạn. Đấy, mình sẽ nhảy ở trung tâm nhé. Ở trung tâm đi. Mình sẽ nhảy ở trung tâm nha anh em. Rồi, thì đây thì mình sẽ nhảy. Theo như mình cảm nhận thì cái map này nó hơi xấu phải, nó màu nhạt đi. Ok, thì mình sẽ, nếu như theo ý kiến của mình thì mình thấy là map này cập nhật lại trông xấu hơn rất nhiều map trước kia. Đấy, trông nó không đẹp cho lắm. Đây có tuyết anh em ạ. Đấy, thì hiệu ứng tuyết này rất là đẹp. Thì hôm nay mình sẽ đấu lên gen top 1 thử xem là cái map này có gì gen top 1 không anh em nhé. Mình nghĩ là map này thì cũng bình thường thôi. Đấy, lúc vừa nhảy xuống thì mình thấy nó màu hơi mờ, mình tưởng là nó nhạt đi, nhưng thực tế là nó cũng bình thường thế nào mà. Nó cũng như trước kia, và cũng một, thì nó chỉ thêm hiệu ứng tuyết thôi. Đây đấy, dưới nhà có người kìa. Thì mình sẽ ở đây xem nhé. Mình sẽ loot một ít đồ. Vừa nãy nghe dưới nhà có người mà. Đây có tin chân anh em nghe chưa? Mình chắc chắn là mình vừa nghe tiếng chân luôn. Đấy, thì đồng đội của mình đã bơi qua bên ấy. Thì mình sẽ đi theo đồng đội của mình nhé, chứ không thể phiêu quá anh em ạ. Ok, thì mình sẽ chạy qua đồng đội của mình. Thì map mới nó chỉ cập nhật là hiệu ứng tuyết và nó không cập nhật đáng kể đâu anh em nha. Trong nó cũng bình thường. Đấy, mình tưởng là nó cập nhật cây cối trang trí các kiểu, nhưng ở đây mình thấy là thất vọng về cái map này quá. Nó chỉ thêm cái hiệu ứng băng tuyết thôi. Và cục đá thì vẽ vài ông già Noel thôi, chưa không có cây cối trang trí các kiểu như là map khu quân sự nha anh em. Đấy. Và lại mình để ý một cái là nó là chứ là map nó phai màu đi, phải màu nhạt. Màu của map nó nhạt đi. Đấy. Thì khi tôi đã có bản cập nhật OB12 rồi, thì anh em nào chơi thì cũng biết rồi đấy. Riêng mình cảm nhận thì cái map đảo thiên đường này thì nó cũng không thay đổi gì cho là nhiều. Nó cũng bình thường thôi. Nó cũng như map cũ thôi anh em ạ. Đấy, thì đéo xe xanh kia. Ơi, nằm mơ à? What the fuck man? Ấy thì ơi, mình không thể tin vào mắt mình nữa. Cái gì vậy? Xe xuyên điện thoại à? Ôi, mình không thể mà tin nổi luôn. Ôi, mình tưởng là xe xuyên là fit rồi mà. What the fuck man? Cái đéo gì đấy?
Mình không thể tin được luôn. Ơi trời. Sao sánh kia? Đấy. Mình tưởng Garena là fit. Mình không thể tin vào mắt mình được luôn. Mình ngờ là cái xe này đã đi vào dì vàng. Đấy, anh ơi gặp lại. Đấy thì cái xe ấy thì mình cũng... Mình thấy rất là ngạc nhiên luôn. Ok. Thì hôm nay mình sẽ săn đi rừng sinh tộc một cho anh em xem nhé. Đấy. Thì mình sẽ xem map mới này mình có thể dân tộc một được không. Mình thấy nó cũng như map cũ thôi em ạ. Đấy, nó cũng chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ thêm mùi hiệu ứng tuyết thôi. Đấy, thì mình sẽ cố dân tộc một cho anh em xem. What the fuck? Cái xe sinh huyền thoại. Mình cứ nghĩ là cứ đã biến mất rồi. Không thể tin vào mắt mình luôn. Đấy thì mình sẽ... Sau đây không có ai hết gì. Anh em đi đâu hết rồi. What the fuck man. Này giờ không thấy một bóng người luôn. Đây đây đây. À có người kia em. Có người kia nữa. What the fuck man. Thì mình sẽ bớt một chút bảo đây nhé. What the fuck? Làm gì nóng vậy bạn? Thế thì mình sẽ cố lúc vào đây và bơm một chút máu. Ok.